Chương 25. Phê-tu đã đến tỉnh mình được 3 ngày rồi, thì ở thành Caesarea đi lên thành Jerusalem. Tại đó có các thầy tế lễ và các người sang trọng trong dân Giuđa đội đơn kiện Phao-lô trước mặt người vì có ý nghịch, thì cố này xin quan làm ơn đòi Phao-lô trở về thành Jerusalem và đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô bị giam tại thành Caesarea và chính mình sẽ kiếp trở về thành đó. Lại nói rằng, những người tôn trưởng trong các người hãy xuống với ta. Nếu người ấy có phạm tội gì, thì hãy cứ kiện. Phê-tu ở cùng họ vừa 8 hay là 10 ngày mà thôi. Đoạn trở xuống thành Caesarea, sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phao-lô đến. Phao-lô mới đến, thì có người Giu-đa ở thành Jerusalem xuống, vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. Còn Phao-lô nói đặng binh vực mình rằng, tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giu-đa, hoặc nghịch cùng đền thờ, hay là nghịch cùng Sê-sa. Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng dân Giu-đa, thì trả lời rằng, ngươi có muốn lên thành Jerusalem chịu xử tại đó về những việc này trước mặt ta chăng? Phao-lô bèn thưa rằng, tôi ứng hầu trước mặt tòa án Sê-sa, ấy là nơi tôi phải chịu xử, tôi chẳng có lỗi chi với người Giu-đa. Như chính mình quan biết rõ ràng, ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Sê-sa. Kế đó, Phê-tu bàn tán với công hội mình, bèn trả lời rằng, người đã kêu nài Sê-sa, chắc sẽ đến nơi Sê-sa. Cách đó mấy ngày, vua Agrippa với Berenice đến thành Caesarea đặng chào Phê-tu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua rằng, đây có một tên tù mà Phê-lích đã để lại. Lúc tôi ở thành Jerusalem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Giu-đa đến kiện người và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng, người Roma chẳng có lệ giải nộp một người nào bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo, và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tuyên cáo đều đã có mặt, song không kiện, nói về một tội gì như tôi đã đề chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ, và một tên Giê-xu đã chết kia, mà Phao-lô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Jerusalem để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng. Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy, tôi đã truyền giam nó trong ngục, đợi tới khi tôi giải cho Sê-sa. Agrippa bèn nói với Phê-tu rằng, ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng, đến mai vua sẽ nghe. Vậy, bữa sau, vua Agrippa với Berenice đến cách long trọng, vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê-tu bèn truyền lệnh điệu Phao-lô đến. Đoạn, Phê-tu rằng, tâu vua Agrippa và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người này, vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi tại thành Jerusalem và tại đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết, và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm tờ sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua là Agrippa, đặng khi cha hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ, vả tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó, thì là trái lẽ lắm.